Hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến một cái chủ đề, đó là tập gì, ăn gì để giúp cho mông của chúng ta to, tròn và săn chắc hơn. Đầu tiên á, thì các bạn cần phải hiểu là như thế này, đó là cơ mông của chúng ta nó gồm có hai lớp. Thứ nhất đó là cơ bắp và lớp mỡ. Và khi mà các bạn muốn cái phần mông của chúng ta to, tròn, săn chắc hơn á, thì chúng ta cần phải phát triển cơ bắp, đồng thời á là cái phần mỡ của cơ mông cũng được là phát triển thêm. Bởi vì á, nếu mà các bạn chỉ tập trung chú ý phát triển cơ mông thôi mà các bạn không phát triển cái lớp mỡ á, thì khi mà cái phần mông chúng ta to lên á thì nó cũng không đẹp, bởi vì nó khô. Và khi mà chúng ta chỉ phát triển cái lớp mỡ mông á thì cái phần mông của chúng ta nó to nhưng mà nó xấu, nó sệ xuống. Bởi vậy á, thì các bạn muốn cái phần mông của chúng ta to, tròn, săn chắc á, thì chúng ta cần phải phát triển cơ mông, đồng thời cái lớp mỡ ở phần mông của chúng ta cũng cần được phát triển. Đầu tiên đó chính là về tập luyện. Khi mà các bạn muốn phát triển cơ mông á, thì cái điều đầu tiên mà mình khuyên cho các bạn khi mà các bạn tập luyện á, là hãy tập nhiều squat. Squat chính là vua của tập mông. Và tất cả những cái bài tập mông hiện tại nha, ví dụ mình nói đơn giản như là cái bài tập đạp đùi này, hay là các bạn tập bài gánh tạ này, hay là các bạn tập bài đá hậu này, ở trong phòng gym đấy, thì nó đều có sự liên quan của cái bài tập squat. Và khi mà các bạn tập squat á, thì các bạn cũng đừng lo lắng rằng là mình tập nhiều squat thì nó có nhàm chán bài tập không, nó có bị gọi là giới hạn trong bài tập không. Bởi vì á, squat nó có tới mấy chục bài tập khác nhau là các bạn, nên là các bạn đừng có lo về cái việc mà các bạn tập squat mà nó bị nhàm chán. Nó có rất là nhiều bài tập khác nhau. Bởi vậy á, thì bạn muốn tập mông to, tròn, săn chắc thì cứ squat mà giúp cho mình. Và squat thì mình cũng đã hướng dẫn khá là nhiều bài tập khác nhau rồi, thì hôm nay mình chỉ nói về cái cách để mà các bạn tập luyện giúp cho cái việc mà các bạn to mông thôi ha. Cách thứ hai khi mà các bạn tập luyện đó là hãy tập luyện với cái cường độ chậm. Bởi vì khi mà các bạn tập mông đó, mà các bạn tập squat với cái cường độ chậm á, thì nó sẽ giúp cho cơ mông của chúng ta nó cảm nhận tốt hơn, đồng thời á, vào nhiều phần mông hơn. Khi mà các bạn luyện tập, nhớ nha các bạn, hãy tập squat với cái cường độ chậm. Cách thứ ba khi mà các bạn tập luyện đó là hãy tập nhiều rep trên một hiệp. Có nghĩa là như thế này nè, khi mà chúng ta tập luyện á, thì thường là các bạn sẽ nghe một cái câu đó là một hiệp chỉ tập được là 12 cho đến 15 rep thôi, đúng không? Thực ra cái con số 12 đến 15 á, là con số trung bình mà thôi, là con số quy ước mà thôi. Và khi mà các bạn tập luyện đó, thì cái lời khuyên của bản thân mình cho các bạn đó là hãy tập nhiều rep trên một hiệp tập squat. Như bản thân mình nhé, mình tập squat đó các bạn, là mình tập khi nào mà mình mệt thì mình mới ngừng. Có nghĩa là một hiệp á, có khi là mình tập 30-40 rep, thậm chí là 50-60 rep. Bởi vậy á, thì bạn muốn cái phần mông của bạn to, tròn, săn chắc hơn á, thì hãy tập nhiều rep squat trong một hiệp tập. Cách thứ tư khi mà các bạn tập luyện đó là hãy tập nặng hơn. Tập nặng ở đây đó là tập nặng vừa sức với các bạn nha, không phải là các bạn tập quá sức đâu. Khi mà các bạn nâng mức tạ lên á, thì cái cơ bắp của chúng ta, đặc biệt là cơ mông của chúng ta, nó sẽ được kích thích nhiều hơn, nó sẽ được phá vỡ nhiều hơn. Từ đó nó sẽ giúp cho cơ mông của chúng ta thêm to, tròn, săn chắc nhanh hơn. Ta đến bây giờ thì chúng ta sẽ đến cái phần thứ hai, đó là ăn gì sẽ giúp cho cơ mông chúng ta to, tròn và săn chắc ha. Đầu tiên đó chính là hãy ăn nhiều protein. Protein á không phải là tất cả, nhưng nếu mà bạn có tất cả mà các bạn thiếu protein thì bạn cũng sẽ không thể phát triển cơ bắp, đặc biệt là cơ mông của chúng ta. Protein á chính là cái nguồn nguyên liệu chính để giúp cho cơ thể của chúng ta phát triển cơ bắp. Khi mà chúng ta tập luyện á, là chúng ta đang phá vỡ cơ bắp, đang mở cánh cửa cơ bắp ra. Và khi mà chúng ta mở cánh cửa cơ bắp ra thì sao? Các bạn cần phải lấp đầy cánh cửa này bằng protein thì chúng ta mới có thể là phát triển cơ bắp. Và nếu mà các bạn không bổ sung đầy đủ protein khi mà các bạn tập luyện đó, thì cơ mông của chúng ta nó sẽ không phát triển. Bởi vậy á, thì khi mà các bạn muốn phần mông của chúng ta to, tròn, săn chắc thì các bạn nhất quyết phải bổ sung protein. Với một cái người bình thường á, thì cái lượng protein cần phải nạp đó là 2 gram
trên 1kg trọng lượng. Ví dụ đi, bạn 60kg thì một ngày á, nếu bạn là một người bình thường không tập luyện nha, thì các bạn cần phải bổ sung đó là 120g protein. Còn nếu bạn là một cái người tập luyện á, thì các bạn cần phải bổ sung là 3-4g protein trên 1kg trọng lượng. Nói một cách đơn giản là như thế này, ví dụ bạn là 60kg thì một ngày á, bạn cần phải bổ sung đó là 180g protein đến là 240g protein một ngày. Nhóm chất thứ hai mà các bạn cần phải bổ sung đó chính là chất béo tốt. Bạn nào mà hơi mụn mịn một tí á, thì khi mà các bạn nghe nhắc đến cái từ chất béo á, thì các bạn rất là sợ đúng không? Bởi vì nó có từ béo mà. Nhưng thực ra đó các bạn, chất béo á, nó phân thành hai loại, đó là chất béo tốt và chất béo xấu. Và khi mà các bạn bổ sung chất béo đó thì các bạn bổ sung chất béo tốt. Chất béo tốt á, nó giúp cho cái làn da của chúng ta trở nên đẹp hơn này, cơ thể chúng ta trở nên khỏe khoắn hơn này, giảm cholesterol này, đồng thời phục hồi cơ bắp cũng như á, là phát triển cái phần mô mỡ mông của chúng ta thêm to tròn và săn chắc hơn. Các bạn hình dung như thế này nha, khi mà các bạn ăn nhiều chất béo tốt ấy, thì cái phần mỡ ở phần mông của chúng ta nó sẽ được phát triển. Nó sẽ được phát triển khi mà các bạn ăn nhiều chất béo tốt. Và cái phần mỡ ở phần mông của chúng ta nó làm cho cái phần mông của chúng ta thêm to tròn và đầy đặn săn chắc hơn. Khi mà các bạn ăn chất béo tốt á, thì các bạn nhớ cho mình cái điều này, đó là hãy ăn những loại động vật ở dưới biển. Có nghĩa là gì nè, cá biển này, mực này, tôm, cua, ghẹ, các đồ hải sản á các bạn, ở dưới biển á, động vật á thì ở dưới biển, không được ăn động vật trên cạn, nhớ nha. Thì đều có bổ sung chất béo. Bổ sung chất béo từ thực vật á, thì các bạn nhớ là hãy ăn các loại hạt, ví dụ như là mắc ca này, hạnh nhân này, ốc chó này, soy protein này, các loại đậu này. Và trong cái quá trình mà các bạn tập luyện cũng như là ăn uống, thì các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì các bạn có thể là đặt câu hỏi cho mình qua cái fanpage của mình, hoặc là các bạn comment trực tiếp dưới cái video này cho mình. Và cuối cùng, nếu mà các bạn muốn phát triển cơ bắp nhanh hơn cũng như là bổ sung nhiều protein, chất béo, thì các bạn có thể là đến ngay với cái sản phẩm soy protein hỗ trợ cho các bạn là phát triển cơ bắp cũng như là chất béo tốt, hỗ giúp cho cái phần mông của bạn thêm to tròn và săn chắc hơn. Các bạn có thể là đặt hàng qua website, fanpage cũng như là cái số điện thoại của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Chào các bạn.